bạn sẽ lựa chọn con đường pháp chế bởi vì thấy là lương khởi điểm pháp chế là cao hơn văn phòng luật, thì như thế có đúng không? Nếu nói về thống kê thực tế thì câu trả lời đấy là không sai. Đại đa số các doanh nghiệp dù vừa hay nhỏ thì mức lương khởi điểm của pháp chế là cao hơn mức lương khởi điểm của công ty luật, đấy là thật chính xác. Thế lý do tại sao nó lại cao hơn? Mức lương ấy thì mình cũng trao đổi với từ nãy đến giờ, mức lương sẽ phụ thuộc vào hai, thứ nhất là khả năng của bạn, hai là khả năng chi trả của doanh nghiệp. Về nói về công ty luật, quy mô ở Việt Nam công ty luật lớn nhất thì quy mô chắc chỉ được 200 người, đấy gọi là công ty lớn. Nhưng mà một công ty lớn ở ở Việt Nam, ở trong lĩnh vực khác bất động sản chẳng hạn, có thể đến mấy chục nghìn người, khả năng chi trả của họ lớn hơn rất là nhiều. Đấy là điều đầu tiên. Còn năng lực thì đương nhiên là một bạn thì dù làm cho công ty luật hay là pháp chế doanh nghiệp bạn mới ra trường thì năng lực như nhau. Là nguyên nhân dẫn đến việc họ khả năng chi trả đó là quy mô, khả năng chi trả của doanh nghiệp và người sử dụng lao động của các ngành nghề khác tốt hơn công ty luật.